Chào anh em nhá. Đến hôm nay là 4 hay 5 hôm rồi mình lại mới có thể đi xem bẫy được. Thì gần đây chỗ mình mưa suốt ngày, hôm nay mới có thể đi được. Hôm nay đi muộn, bây giờ mình sẽ tranh thủ đi xem nhanh nhá. Cái nào dính thì mình quay nhá. Đây có một cái. Chỗ nào dễ dễ thì mình mới có thể quay được thôi. Cái này là đặt giữa đường đi. Mùa này thì người ta đi tìm rau rừng nhiều, bên mình gỡ đi thôi. Ngay gần đây còn là hai cái đó. Rất là đẹp luôn nha. Gần đây mình vào mình đánh thử tầm 30-40 cái rồi. Khoảng một thời gian, khoảng gần một tuần nữa mình sẽ gỡ để cuối năm mình vào đây đánh. Đánh thử nghiệm trước. Khá là đẹp đấy. Có hai cái nhé. Năm hôm đi xem mà nếu mà hôm nay không dính cầy thì kiểu gì chim chóc nó cũng vào nhiều. Úi dồi, với tan tành hết luôn anh ơi. Con gì đây? Con gì đây? Con gì đây? Con gì đây? Ô dính ho nó sao đây? Anh em ơi, bị người ta lấy mất rồi. Úi ơi. Quá đen luôn. Đèn thế. Đây là mình đặt ngay cạnh đường đi. Đây chắc là dính hòn nhá. Quá là đen luôn. Nó ra đây cào này. Ủi ở đây. À không phải. Dính em rúi, dính em rúi. Úi sơ đi. Khủng luôn nha. Ở đây còn một cái ngay đây nhá. Úi sơi. Nhìn không thấy bàn cứ tưởng là bị người ta trộm. Nhưng không phải. À cái này cũng sập này. Úi rồi. Một chuột rất là to nhá. Đấy. Ui giời, cứ tưởng là dính nha. Tưởng là dính hon nhưng không phải. Dính rúi rồi. Này, lôi ra đây. Ui giời ơi, quá là khủng khiếp. Con này có khi phải cân rưỡi đấy mọi người ạ. Em chuột đấy nhá. Hai cái này chắc là mình gỡ đi thôi. Bởi vì là ở cạnh đường đi người ta đi lại nhiều. Với lại nó ủi tung tóe ở đây thôi. Tuyệt vời nhá. Anh em. Con này có khi cân rưỡi đấy. Trước giờ mình chưa thấy con nào to như này đâu. Ôi xa. Ui xời. Đây nhá, mình đặt bẫy đây này. Nó ủi tung tóe này. Cào xé nó cắn này. Thường thường là dính hon là nó cắn. À, tuyệt vời rồi. Bây mình gỡ rồi đi xem tiếp nhá. Hôm nay đi khá muộn đấy, không biết là có xem được hết bẫy không đây. Có một cái ở vị trí này thì dính một con sóc đầu vàng nhá. Mọi người nhá. Này, ăn khá ngon đấy.
rất là béo luôn nhé. May là chưa bị thối. Có một cái bẫy mình nhờ để trong khe đá kia nhé. Nhìn từ xa là thấy cái bẫy nó bật rồi. Bản nó bay sang một bên rồi. Bây giờ mình sẽ đưa anh em đi xem là con gì nhá. Rất là hồi hộp đấy. Nó ủi lát bét đây này. Nghi ngờ là bằng má này. Biết có phải không này. Lùi tận đây. Ở gần đây thì mình đặt hai cái. Ồ, cái bẫy đây mọi người ơi, nhiều dính rúi rồi. Nhiều dính rúi sao rồi. Ui, dính rúi anh em ơi. Con này khá là to đấy. Được rồi, ngon. Ui, con này quá là khủng luôn. Đặt đây nha. Nhìn từ xa thì tung tóe. Nhìn như là bọc má nhưng mà không phải. Là dính rúi thôi. Đây. Lâu lắm rồi mới thấy con to này đấy. Con này chắc chắn là phải hơn cân rồi. Quá tuyệt vời. To. Có một cái vừa rồi đặt một cái ngay ở dưới này luôn, đặt sát nhau quá bởi vì là không có thời gian đi tìm chỗ đặt linh tinh. Bây giờ mình sẽ đi gỡ vào đấy nhá, để tạm cái này đây, để tạm này đây đã. Cái ngay đây vừa rồi ngày trước lên đặt thì thấy rất nhiều phân, cái phân gì đây, rất nhiều phân luôn. Có một cái đây, cái này chắc là mình sẽ gỡ đi rồi, đặt dày ra quả. Phân cầy mèo bạc má. Như cái chỗ này đặt một cái là hợp lý. Ui, con rúi rất là to luôn. Rúi đực nhé. Nếu mà đặt đây có thời gian đặt đây lâu ấy, thì kiểu gì nghĩ là sẽ dính thêm một con đấy. Giống này mùa này nó hay đi theo đuôi. Rồi mình gỡ nó rồi đi thăm tiếp nhé. Đến cái này thì lại dính một em sóc nhá mọi người nhá. Sóc này là sóc đầu vàng, con này ăn rất ngon nhé. Nhưng mà nó không to được như con sóc bụng đỏ thôi, ăn rất ngon luôn. Mưa mấy ngày liền, hôm nay với tạnh mưa,
thì hôm nay mình mới đi xem được. May là chưa thổi đấy. Hú bẫy bẫy kìa nha. Ở đây có một cái cạm 16 nhá. Mình vừa rồi mình lên đây mình đặt giữa đường luôn. Đấy, sập nhá. Đây là con gì đây? Mình đặt cái lối mòn ngày trước người ta đi lại. Đây, nhưng mà bây lâu hoa lên. Đây là con gì đây? Khả năng là dính hàng khủng ấy. Mình tìm qua ở đây không thấy thì mình tạm dừng mình tìm nhá. Đấy, với địa hình này buộc dây xích thì rất là khó tìm luôn. Làm cái dây xích có cái móc thì nó lôi thì rất là khó tìm. Chui vào cái khe đá này thì cũng chịu. À, thấy rồi anh em ơi. Thấy rồi. Thấy là con gì đây? Thấy cái dây xích thò ra rồi. Ui, hình như bạc má, bạc má. Chui trong này. Chui vào trong này trốn. Thì ra bằng má thôi. Tưởng dĩ hạc khủng. Cũng lửa. Con này may nó còn chui vào trong đấy không thì chết rồi. Thì gần đây mưa mấy hôm liên tục. Khu này toàn cái loại bé này thôi anh em ạ. Con to thì 1 cân thôi. Quả mõm dài này. Này trong mới vào nên vẫn còn là sung. Lôi hôm kia được một đoạn là nó chui vào trong kia. Ôi trời. Rất hung dữ luôn. Ôi trời ơi. Bắt nó vào đây nhé. Có một cái ở đấy lại bật tiếp anh em nhé. Nhưng mà cái này thì dính gà thôi, không phải là dính cầy. Nhìn từ xa lông lá tung tóe. Ôi trời ơi. Đây. Ôi trời. Tám tành cho ai lên này. Ui giời ơi. Dính cả lôi. Chỗ này mình đặt một cái cạm 18 nhé. Cái đường vách đá này có hòn hay qua đây. Giờ chả biết là nó tha đâu đây. Đồng dụng rất nhiều. Cái giống này cũng sẽ cụt chân đấy. Biết là có tìm được nó không nhé. À đây rồi anh em ơi. Nó đã lôi xuống đây. Này. Đồng dụng rất nhiều luôn. Đây, địa hình mình đặt bẫy đi rất là khó luôn. Toàn là vách đá nguy hiểm. Đến chỗ nào à, dính con gì thì mình mới quay được nhá. Ui.
Đây hàng đây anh em nhá. Một con mái. Con này nhìn này già lắm rồi đấy. Đặt cái cạm 18 to đùng. Không thoát thì thể nó thoát được. Đây là một con mái già nhé. Rất là béo luôn. Đây, mình đặt một cái lại dính chim rồi nhé. Con này chắc là mới vào thôi. Không biết chim gì rất là đẹp. Úi trời ơi. Đặt mấy cái bẫy hon trên kia thì lại dính chuột. Đặt tận tít trên cao và lôi xuống đây. Con này rất to nhá. Nhưng rất tiếc là bị thối rồi. Ôi giời. Chuột cụ luôn đấy. Nhau bị thối mất rồi. Rất đáng tiếc. Con này khả năng 6-7 lạng này. Ôi, tuyệt vời anh em ơi. Có một cái bẫy đặt đây, mình buộc cố định nhá, dính hon nhá. Ui giời, vì biết là nó còn sống không đây, à con này chết rồi. Ui giời, tuyệt vời nhá, chỉ sợ nó thối rồi. Ui giời, nó to luôn đấy. Rất là may luôn nhé mọi người nhé. Đây là bịch mình buộc cố định vào cái cành cây này. Thế mà nó không đứt chân này. Đây, nó dính đống một tí này thôi. Con này chắc là khoảng tầm 3 cân đấy. Ôi giời ơi. Ở bên trên thì mình nha, cứ đặt 4 cái cạnh nhau, 3-4 cái cạnh nhau để bẫy nó. Nhưng mà nó không vào, nó lại xuống đây. Quá tuyệt vời luôn. Đây, cái bẫy mình đặt đây nhá. Nó bới tung tóe lên này. Mình buộc thẳng vào cái dây kia nhá. Nếu mà nó không cắn chân mà nó đi. Ôi trời ơi, nó tuyệt vời rồi. Này, chúng đậm rồi. Mày chưa thối đấy. Tính đến hôm nay là khoảng 4-5 hôm thì phải 5 hôm. Ôi trời ơi. Tuyệt vời, tuyệt vời.
ngày trước bị dính tạm của ai hay sao, cố tìm một tí. Đặt một cái ngay ở dưới này thì dính con hon, cái trên này vậy dính em chuột nhá mọi người nhá, vẫn đang sống. Ui giời, tuyệt vời rồi. Cái này lại dính cả lôi tiếp anh em nhá. Ôi trời ơi, không biết có tìm được nó không đây. Cái này, cái này là mình làm nó, cái này là làm cái móc để nó kéo đi, cái xích đều quá đây, bị đứt rồi. Ui, chả biết là nó lôi đi đâu nhá, mình có tìm cho mà thấy không nhá. Chỗ này nó nát này, khả năng là lôi không đây. Ôi trời ơi, không biết đi đâu rồi đây. Dính tạm nó tha tạm đi rồi nhé. Để mình tạm dừng này, mình tìm xem có thấy nó không nhé. Dính hình như là dính con gà lôi mái. Tìm mãi mới thấy mấy sợi lông này anh em ạ. Đây là con gà lôi non, gà trống non. Lỗi do mình làm cái dây đều quá này. Để nó kéo tận đâu rồi. Giờ mình đang vội mình chả tìm nữa. Kệ. Giờ mình sẽ đi xem nốt mấy cái nữa rồi mình về thôi nhá. Không thì trời tối mất, bây giờ cũng gần 5 giờ. Nó lôi cái bẫy đi, chả biết là nó thoát được không. Mình đang về gần đến lán rồi nhá mọi người nhá. Thì hết chỗ đựng rồi. Bây giờ mình về mình bỏ mấy con này ra, nếu có thời gian mình đi xem nốt bẫy ở cái dãy núi bên kia còn hơn chục cái nữa. Mình toàn đặt đường thú đi đẹp thôi, chả biết còn thời gian hay không. Về sớm thì xem nào, đi kiểm tra nốt chỗ bẫy. Ui giời, thành quả hôm nay mình tính khá nhiều nha, đối với mình là quá tuyệt vời rồi. Lán ở ngoài này nhá, còn cái dãy này còn hơn chục cái nữa. Không biết là có kịp đi không đây. Cái hướng bên này rất đẹp nhá, mình mới chỉ đạt được thôi hơn chục cái thôi. Gọi mãi không nghe. Mó mồi. Xuống đây. Được mỗi mấy con chuột thôi. Ui giời. Ui giời, mở ra em nào. Biết là con gì. Không biết là con gì. Mở xem nào. Bỏ con chuột kéo to đi. Ai, con chim này vẫn sống này. Mở ra. Ôi, tao đang định bảo kiếm một con chim làm cháo mẹ, đúng tuyệt vời đấy. Mở ra đi. Ô con chuột đấy, tao đùng thả đâu rồi nhỉ. Đấy trong cóc. Ui rồi mẹ. Ôi chắc là khả năng là tí đi xem nốt bẫy về thôi. Con kia chưa tháo cạo đâu.
con nào? Nãy có cái bàn nó bay ra ấy, chả nhặt. Con gì? Con lại đấy. Đổ ra nào. Hả? Đổ ra em nào. Đây, chúng con chuột này với to ấy. Ui, mẹ con chuột to thế. Chúng con chuột, chúng con chuột này mới phải to. Đây. Tuyệt vời. Về đâu mà mẹ. Nhưng mà ấy đấy, về phải làm ngay ấy, nó chết nó ấy, nó hỏng ấy. Chúng ở chỗ nào? Ngay cạnh đường đi ấy. Đây. Chưa hết đâu. Ôi giời. Đây. Như hoàng. Đây. Đây. Ui. Ui con này về phải giải quyết nhanh không nó hỏng này. Ui đơn giản cái này nhanh thôi. Đang đi bảo kiếm một con chim ấy về làm nồi cháo đâu gì. Đây nhá, thành quả đây nhá. Mọi người nhá. Ui con rúi này chẳng 2 cân này. Kiếp. Mang ra đi, mang ra đi. Hả? Mang đi. Không phải nó thế đâu. Không. Đấy, sóc đây. Ui con rúi này quá là khủng khiếp luôn này. Ui cắn nát con chuột rồi. Nó nhốt chung. Chuột thì xác định để nó chết thôi. Sao rồi? Hai sóc à? Hai sóc. Đấy. Đấy con rúi kia cũng to. Con này con rúi bạn. Ờ. Ôi giời. Tuyệt vời. Đấy còn đánh ít bẫy đấy. Hàng quá nhiều. Mà đánh nhiều thì thôi rồi. Ui giời. Cái này đến gần chục cân đấy. À cái này phải cho vào đâu đi không tối nó phệt ra ngay. Ôi giời ơi. Con này. Đây, giải trị con này nhưng mà nó chết rồi. Hôm qua mà đi xem thì đẹp. Chúng đường đi chỗ nào? Ngay cạnh đường đi ở chỗ vách đá. Đặt hai cái cạnh nhau ấy. Ôi xử lý mấy con này thôi nhỉ. Xử lý thôi. Xử lý thôi. Nó có bằng má bé à? Thấy hôi hôi đấy. Ừ con bằng má. Bây giờ sẽ lên đây thăm nốt nhá. Còn hơn chục cái rồi.